hạnh phúc nhất của con gái là tìm được chỗ dựa của đời mình. Còn đau khổ nhất là bị chính người mình yêu phản bội. Giây phút ấy, trong tôi chỉ còn sự trống rỗng. Hạnh phúc tưởng đã đến tay, nay lại bị tước mất. Gặp Linh đây xem, hợp không mình nhau tới đi em. 20 tháng 10 đi chơi với anh. 20 tháng 10 đi chơi với anh. 20 tháng 10 đi chơi với anh. Nhưng vào lúc tuyệt vọng nhất, bạn bè luôn ở bên cạnh an ủi, động viên tôi. Những cô bé này đã giúp tôi thấy rằng sự yêu thương vẫn còn nhiều cách để lan tỏa. Một bài hát dành riêng cho những người bạn thương, tuy nhỏ bé nhưng có thể thắp sáng một ngày buồn bã. 20 tháng 10 này, hãy cùng rạng rỡ và tỏa sáng bên cạnh những người yêu thương. Này, hãy cùng Suni Hạ Linh và Liên Quân gửi những bài hát ý nghĩa có tên Người Bạn Yêu Thương. Tuần lễ phái đẹp 20 tháng 10, chơi Liên Quân, chịu quá yêu thương. Liên Quân Mobile, thắng bại tại kỹ năng. Subscribe ngay Garena Liên Quân Mobile và ấn chuông để nhận tin về quà miễn phí, tướng và trang phục mới cùng giải eSports đỉnh cao.